Làm mềm tay, body and hand lotion. Tôi review cho mấy bà là một sản phẩm các em trộn. Cho mấy bà em mua thì cho vào giao hàng nha mấy anh chị ơi. Bày ơi, bày ơi, bày. Bày ơi. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel mình Chris The Gamer. Và ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi trên chuyến bay từ Đài Loan sang Mỹ. Thì trên một cái chuyến bay thương gia thì nó sẽ như thế nào nhé. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình bay từ Đài Loan mà sang Mỹ mà bay ở trên một chuyến thương gia. Vé của nó rất là mắc các bạn, mắc khủng khiếp, mà thậm chí là có nhiều người còn đỉnh hơn. Người ta ngồi first class luôn. First class là có một cái buồng riêng đó. Còn cái này thương gia là chúng ta thấy xịn sò lắm rồi. Nhưng mà khi nãy tôi bước lên đây, lần đầu tiên tôi thấy một cái máy bay mà có tới tận hai khoang thương gia. Khoang thương gia ở đầu là có 7 ghế đó, sau những cái khoang sau á là nó có cái 8, cái 9, cái 10 đó. Tại vì tôi ngồi ghế số 8 mà nãy có 7 ghế à, nên là tôi cũng hết hồn. Mẹ có mua lộn vé, hết hồn. Rất là đông. Mình không quay người ta tại vì nhiều khi người ta thấy phiền á đó. Mình quay sương sương hùm hùm vậy thôi nha các bạn. Tôn trọng cái quyền riêng tư của người khác, sương sương đó, thấy chưa? Đây là cái khoang thương gia thứ hai, còn ở trên là cái khoang thương gia thứ một. Đây đó, trên kia là khoang thương gia thứ nhất. Và bây giờ chúng ta hãy cùng coi thử thôi, trên khoang thương gia thì chúng ta sẽ có những dịch vụ như thế nào nhé. Đây thì nó sẽ có một cái bảng điều khiển đồ chơi y như ở tập trước ha. Chỗ này dây sạc, cốc sạc mình cũng nói rồi. Hay điện thoại mình. Ở chỗ này chỗ để đồ, cửa sổ, có mền y như cũ. Cái màn hình cũng không có gì lạ đúng không. Đây lúc lên thì họ phát cho cái này, mình không biết là cái túi gì. Thấy nó giống như là một cái bóp đầm của nữ. Để thắc mắc, ồ cái gì mà đẹp quá. Đấy, cái túi rất là sang, sang trọng hơn. Mở ra, lược, gương, bàn chải răng, kem dưỡng, kem khoa, dưỡng môi. Sợ bay nhiều nó bị khô. Này xịt tươi mát mặt. Nếu mình dạy mình sẽ review cái bộ này full cho các bạn. Xịt tươi mát mặt, hấp dẫn. Có khăn, xịn rồi, kê rồi. Mình thấy là nó có một cái earplug bịt tai. Tại có nhiều ông phi công bay hún vô tai lắm các bạn. Thôi bây giờ máy bay chuẩn bị cất cánh rồi nhé. Thì chuyến bay này nó sẽ mất khoảng của chúng ta là 12 tiếng. Chúng ta bay khá là xa, 6 năm rồi mới quay lại Mỹ. Hồi nãy lên thì các bạn tiếp viên có hỏi mình là hôm nay là có 3 món là không biết ăn món gì. Những chuyến bay trước thì ăn quá trời ăn. Ăn cái hết giờ, hết ngày, hết ngày hết giờ luôn. Tôi lại vừa ăn xong là coi như đi xuống dưới luôn rồi đó. Chỉ là lên sẽ cho một ly nước giống như những khoang thương gia thông thường của mình cũng vậy. Với cho một viên kẹo nhỏ nhỏ, cái này khác. Tại bình thường là sẽ cho uống nước thôi. Nhưng mà nếu mà cho thêm một viên kẹo hay gì đó thì tuy nó nhỏ nhưng mà nó thấy nó sẽ có cái gì đó thú vị trong đó không? Ok hơn. Hồi xưa đi qua Mỹ cũng bay cái hãng Eva nè. Cái hãng này là hãng của Đài Loan các bạn. Nó thường nó sẽ quá cảnh ở Đài Loan. Hiển nhiên nếu mà quá cảnh ở Đài Loan thì mình sẽ ghé mình uống trà sữa đồ. Nãy tôi cũng làm ly xong mình lên. Nhưng mà trà sữa tôi thấy cũng có mẹ gì quay hết nên tôi không quay. Ok thì đây là màn hình giải trí nha. Để coi trò chơi cũng có Andy Bird nè, đây Rebel y chang cái kia đó. Bây giờ cho bạn coi thực đơn ha. Từ một đầu bếp nổi tiếng bát quẹt ở những cái món ăn mà mình sẽ ăn trong buổi tối ngày hôm nay. Cô ăn cái gì mà nhiều như vậy đó. Thịt tôm, thịt cua. Cái main course này á, thì mình có thể chọn một trong ba cái main course. Thì hồi nãy mình chọn là
thịt bò Mỹ. Tại mình thấy thịt heo thì ăn hoài cũng ngán, còn bên đây thì nó có lobster luôn các bạn. Lobster là tôm hùm đó, ghê không? Đồ ăn phải bay cho ăn tôm hùm, sau đó ăn tới món ngọt tráng miệng thì nó dồn cho ăn nè. Trời ơi má ơi, fruit, kem hazelnut, các loại cheese, caramel, blue cheese, sầm lum đó. Chưa hết, đâu có cho mà ăn ít như vậy. Nó còn một món buổi sáng nữa các bạn. Đây nha, refresher, món ăn để thức dậy. Rồi chọn một trong ba cái kiểu ăn sáng. Hồi nãy tôi chọn thịt heo hamon của Tây Ban Nha. Thật ra là cái chuyến đi Tây Ban Nha với Ấn Độ tôi bị ghiền thịt heo hamon rồi. Tôi bị ghiền quá rồi, không thể nào mà chối từ được. Tôi có nhờ vợ tôi coi một cặp vé, thí dụ hai vợ chồng tôi bay qua bên Los Angeles đi. Hai vé sẽ là khoảng 50 triệu. Còn một mình vé của tôi bay đi thôi là 75 triệu, bay về là 75 triệu gần. Đó, 150 triệu cho một mình vé tôi bay đi bay về. Thôi đi mày không thấy đơn giản. Rồi, đoạn tới rồi. Đây giờ giống như là khai vị trước đó nha mọi người. Khai vị thôi, xương xương thường thường thôi. Đây nha. Đó, hai cái bánh gì đó, nhỏ nhỏ xinh xinh, dễ thương. Mời cả nhà nha, thử trước cái này coi. Nó có vị của cookie, thơm thơm, ngọt ngọt. Nhờ cái hẩu nó sẽ mặn mặn, xong có nhẹ cái vị chanh nữa trong đó. Thử tới cái này nha, mời cả nhà. Cái này là một cái trứng cuộn, có thịt tôm, có thịt cua. Chả biết sao mà tới giờ này quay cái bắt đầu cái máy nó có sọc vậy ta. Rồi bây giờ gọi là ăn. Vô món này cũng phải chưa phải là món chính mọi người. Ăn bay này cho ăn dữ, ăn quá ăn. Kiểu giờ mày ngồi gánh mày không làm gì mày ăn cho tao. Ở đây thì mình thấy là có scallop là cái gì ta, sò đẹp, thịt nguội, thơm thơm xương xương trước. Đây, một đống bụng nẻ y như clip trước. Rồi, thử coi. Giống như là salad, làm tí thịt nguội. Ơi, cái coi sò đẹp, nhầm bá không? Vừa mới ăn xong thì cô tiếp viên cô đem ra một cái chén súp màu đỏ quét, không biết là cái gì. Thử nha các bạn. À, súp nóng, ok. Súp cà chua hả ta? Để mở lại cái màn hình menu để coi súp gà. Vị nó cũng là lạ mà ngon ngon. Mấy cái này phải khuấy lên thì nó mới ngon được. Thích. Cái vị khó diễn tả vậy các bạn. Không biết phải diễn tả cái vị này sao luôn. Nó thơm thơm, béo béo. Gà mà ra được cái màu này. Bữa nay giống như chương trình tối nay ăn gì trên máy bay. Rồi, cuối cùng cũng được ăn món chính thì mọi người. Thịt bò Mỹ cắt là mềm nha. Nhưng mà đặc biệt là nó không hỏi là rare hay medium rare gì hết. Mà nó vẫn là medium rare, ok. Ok nha, mềm nha. Ngon. Còn đây là phần khoai tây. Kiểu món thịt bò này là đẹp quá. Thường á, cái miếng steak mà ở bên Mỹ á, thường là nó làm cái nguyên một cái cục tảng giống vậy. Còn steak Việt Nam mình nó sẽ bẹt ra nhiều hơn. Steak ở Việt Nam mình cũng thấy có cái hay, mình sẽ dễ cắt hơn, mình sẽ dễ ăn hơn. Cái miếng steak này thì nó hơi cao nha. Nhưng mà dạo này á, mình đổi gu ăn uống rồi bạn. Không phải là bỏ, mà là hạn chế ăn thịt đỏ. Nên mình chuyển qua ăn cá nhiều hơn. Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Đó. Nên là cho nó cân bằng hết. Thường nếu mà đi ăn steak với vợ mình thì mình sẽ kéo cái miếng thịt của vợ mình ra. Cắt
cắt cho vào trước, xong mà cắt thành miếng dừa ăn. Tại nhiều khi cái tay nữ á không có lực. Ở Thái Lan á thì nó có một chỗ bán steak cực kỳ ngon luôn. Để có dịp nào đi quay lại Thái Lan á, để dắt các bạn đi ăn cái món đó. Chỗ đó nó ngon và nó nấu, nó làm cái món là steak á, theo cái kiểu Thái. Nó có một cái sốt Thái chấm vô chua chua ngọt ngọt, đúng cái khẩu vị chua chua ngọt ngọt mình phái lắm. Giờ chắc lên Trang Miệng được. Nhiều quá rồi, tối mà nhiều khó ngủ. Rồi nha, món Trang Miệng nha. Thì ở đây chúng ta có một thanh sicula và nguyên một ly kem. Rồi coi thử coi kem này kem gì nha. Rất là chắc chắn, rất là cứng, không bị chảy. Wow, ngon quá vậy. Hình như này là kem của Haagen-Dazs. Ngon quá vậy. Kem vani có sô-cô-la. Cái bàn bàn là cái gì không nếm ra ta. Xoài, một xíu syrup xoài. Viên màu trắng này là viên cookie. Miếng này miếng gì trời. Hộp bánh cracker. Cái món kim với cái kèm bùi điểm lên máy bay là chuẩn bị đào phim không? Máy chơi game. Giữa bài mấy chiến dài này ngủ không nổi đâu. Có nhiều người hay không nha, phải bao nhiêu tiếng là ngủ bao nhiêu tiếng. Mình thua, ngủ dài quá ngủ không được. Rồi bây giờ hơi buồn ngủ rồi, dướng mắt, chuẩn bị đi ngủ đây. Mình mới ngủ khoảng 5 tiếng, 5-6 tiếng gì vậy. Bây giờ là khoảng 3 giờ rồi sáng. Việt Nam thì trên trời lúc này nó kêu là đang là khoảng 2 giờ trưa bên nước ngoài. Ở chỗ mình tới nó sẽ khoảng 4 giờ. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái túi đánh răng rửa mặt ha, để mình đi rửa mặt. Rồi, đánh răng rửa mặt thôi. Ta có gì trong đây nè. Ôi, đang bay qua cái thời tiết nhiễu động nó rung lắm. Thì các bạn thấy không thấy cái cam rung mà thấy mình rung. Thì mình sẽ cái gimbal á. Kem gì mà cho nhiều quá vậy. Có thử lông bàn chải, lông bàn chải cũng hơi mượt mượt thôi, chứ mượt lắm. Thì là bay được ở trên trời được mấy tiếng rồi ha. Tổng cộng cái chuyến đi tổng cộng là nó khoảng 18 tiếng mọi người. Không quá cay, ok, thơm mồm. Này gì đây, earplug cắm vào lỗ tai. Có cái lược nè, cái đầu là cái, có cái lược ok á, biết sao. Tại bình thường nếu như mà ngủ dậy á, nó sẽ bị đau bù tấp rối, đầu rồi tấp bú, không? Làm mềm môi, lip moisture. Ông ra gì cái này đúng là cứu cánh luôn, đúng bay nó mới dùng lạnh rồi. Làm mềm tay, body and hand lotion xài nhẹ cái ha. Đây tôi review cho mấy bà là một sản phẩm kem trộn cho mấy bà em mua thì cho vào giỏ hàng nha mấy anh chị ơi. Đây coi nó có là chai xịt gì đây, Famous. Ở đây nó cũng có cho mình một chai Famous. Cái này nó trong toilet, nó xịt mặt luôn. Sẽ xài cái chai mà nó cho trong cái hộp. Đá. Ok nha. Mày ơi, bay ơi. Hết hồn. Tưởng khu mực. Đây nè, là một cái chùm mắt khi ngủ.
Hồi nãy là tưởng cái khăn ủ đã đờ rồi, mới thấy cái này. Không sao, cái này như là xài luôn cũng được, giữ xài luôn được. Mình đang cần cái bịt mặt để ngủ. Vậy nha, giờ đi ăn sáng. Đây là bữa sáng trên máy bay của mình đây. Thịt hamon Tây Ban Nha, đó là thịt heo, muối, cheese, bánh mì, khá là nhiều bánh mì, butter, bơ, let's go. Rồi, mời các bạn cùng ăn sáng nha. Nãy vừa dậy vừa đánh ăn, đánh răng rửa mặt, vừa quay qua khu thời tiết nhiễu động, chóng mặt chết. Dập dìu lên tuốt, hốt dậy lại. Cày thế nhờ. Sáng sớm dậy bay rung lắc quá, không thể nào giữ được cái tay y nguyên luôn. Mà không biết có bạn nào là làm trong ngành hàng không đang xem video này thì tức là tại sao bay qua dục thời tiết nhiễu động thì có vẻ nó sẽ lắc dữ ta, rung lắc cỡ nào thì mấy bạn tiếp viên vẫn đi bình thường, còn mình thì sẽ bị kêu là quay về chỗ ngồi thật an toàn kiểu vậy. Và không thể thiếu được là thịt heo muối Tây Ban Nha, hamon. Con quỷ này là đỉnh cao. Mỗi khi mà mình ăn hamon mà ngon á là nó phải cắt từ cái đùi ra luôn. Mỗi một cái đùi nó sẽ xẻo thì cho các bạn. Con dầm gà mà nó mắc má ơi luôn. Hamon này không ngon lắm. Không ngon. Một cái hamon mà ngon á, nó vô trong miệng nó sẽ mặn liền luôn. Nhưng mà sau khi bạn nhai nó sẽ béo lên, nó sẽ ngậy lên và cái hậu của nó thanh ơi là thanh. Hamon này ăn trên máy bay này nè, nếu mà ăn nhiều gắt cổ nha là hamon không ngon. Đợi mình đi Tây Ban Nha mà được ngồi cái phòng VIP mà để xem đá banh á, mình cứ lại mình rỉa cái hamon thôi. Là từ lúc đó mình mới biết tới hamon và về nghiên cứu nhiều, ăn qua nhiều loại hamon bán sẵn trong siêu thị chắc chắn là không ngon nha các bạn. Nó có những cái thịt heo xông khói mà để trong mấy cái túi xé ra, bắt đầu lấy một miếng dài, dài má ơi luôn. Nghĩ sao bán trong cái bịch vậy mà đòi nó ngon. Quay lại với bạn ở trên máy bay này có wifi 30 phút nó sẽ bấm giờ. Thế khi chúng ta được đăng nhập lần đầu tiên thì 30 phút là miễn phí, sau đó là mua $5 là có 30 MB là để nhắn tin thôi, đừng coi clip nha má, coi clip là hết liền á. Rồi 100 MB, rồi 300 MB, mua không tới 1 GB đâu. Wifi của máy bay để mà coi clip, coi đồ nha. Nhiều đó thì không chịu nổi, nhưng mà nhắn tin thì ok. Kiểu dành cho ai mà kiểu muốn nhắn tin cho gia đình hay là có chuyện cần làm việc đó thì rất ok. Hãng máy bay này giống như là cái gu của nó, mới ăn hết xong rồi đưa lên tiếp. Khi mà chúng ta tưởng chúng ta đã ăn xong rồi thì nó lại đưa lên tiếp một món khác và nó kêu đây là món chính. Ủa, nãy ăn quá trời ăn luôn tinh bột rồi, bao ốm mì cho ăn hết trơn rồi nè. Đó, kì nó đưa lên nùi với lại cá kì. Đúng thiệt các bạn, món chính đây. Tôi chỉ chăm chăm nhìn vào cái hamon thôi, tại vì tôi quá thích hamon. À nè, biết nè. Ăn sao nổi. Nó mẹ rồi, bao ốm mì. Bao ốm mì ăn gì nữa trời. Thử thôi nha. Vậy nùi khá là khô. Cái bao xanh này cái gì khó ăn cái gì, miếng cá coi ngon. Ồ, món này phê quá, bao bún điện. Rồi gà ăn hết cái cá và ăn. Tôi mới ăn xong, tôi tưởng là xong rồi nhưng không. Đem đây một ly nước trái cây, cà rốt tốt cho mắt và một dĩa trái cây nữa, dưa gà. Ngon quá, ngon quá. Dưa gà giờ mình thích lắm. Mới ngọt dữ vậy trời. Còn khoảng tiếng nữa tới rồi, bay 9 tiếng trên trời rồi đó. Đi cái bang này đỡ. Kiểu tới San Francisco là phía đầu ngoài bìa của Mỹ rồi.
Nhưng mà bay Texas thử rồi. Các bạn tưởng như đã tới nhưng không. 6 tiếng nữa bay Cali thì được cái nó khỏe. À, tới là tới thiệt. Còn kia tới Mỹ nhưng mà chưa tới. Tới Mỹ thôi chứ chưa tới nhà. Mỹ bự quá. Dạ còn khoảng 1 tiếng thôi. Xuống máy bay rồi mình sẽ check in khách sạn. Rồi mình sẽ đi ăn tối và bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng mai bắt đầu vừa buổi lễ ra mắt của Samsung chiếc điện thoại mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.